Có được một ngày nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau chiến thắng đậm 9-0 trước chủ nhà U16 Mông Cổ, thì vào chiều nay, đội tuyển U16 Việt Nam đã lập tức bắt tay vào việc tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu quyết định ở lượt trận cuối cùng với U16 Australia. Tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hiện tại nhìn chung rất thoải mái và tự tin. Các chàng trai áo đỏ đã thể hiện sự đoàn kết và có những phút thư giãn trên sân vận động Football Center. Về tình hình lực lượng, U16 Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại rất quan trọng của trung vệ đội trưởng Tiến Long, người đã bị treo giò ở trận đấu trước. Còn lại tất cả các cầu thủ khác đều khỏe mạnh và đã sẵn sàng. Để có được ngôi nhất bảng, chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phải đánh bại U16 Australia. Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Australia sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ Việt Nam ngày mai 24 tháng 9.